Dạ vâng, shop Hoàng Anh xin chào toàn thể các bác đam mê bẫy chim trẻ trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay là shop bên em sẽ giới thiệu cho các bác các cái sản phẩm để các bác đi bẫy chim sẻ. Bác mà muốn mua hoặc đặt hàng ấy, hãy gọi trực tiếp đến hai cái số điện thoại mà em để trên màn hình ấy. Các bác cứ gọi thì sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng COD toàn quốc, giao hàng đến tận nhà. Các bác được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán nha các bác nhé. Thì sau đây này em xin giới thiệu qua về những cái sản phẩm này. Thì các bác quan sát trên màn hình này. Đây là trước tiên em giới thiệu là cái bộ sản phẩm loa về bên em. Thì loa này có tên là VKS998 nha các bác nhé. Còn tất cả các dòng loa khác thì nhà em vẫn có. Và những cái dòng loa này là đang được trên chương trình khuyến mại nha các bác nhé. Các bác gọi thì cái thời điểm này là được giá rất là ưu đãi các bác ạ. Thì cái loa VKS998 này thì là các khi các bác nhận được hàng ấy, các bác sẽ nhận được một cái thân loa như này. Em bỏ cái thân loa này ra và các phụ kiện đi cùng là đầy đủ hết nha các bác nhé. Phụ kiện đi cùng này gồm sạc nha các bác nhé. Đây là cái sạc thân loa này, tay điều khiển này và mic trợ giảng này. Ngoài ra thì nhà em còn tặng cho các bác ba cái quả pin trong tay điều khiển và một cái túi sách để các bác đút loa vào đây, có cả dây đeo nha các bác nhé. Để các bác đút loa vào đây các bác mang đi bẫy cho nó gọn, không bị dơ. Ngoài ra nữa thì còn một cái quyển hướng dẫn sử dụng như này nữa, tặng kèm cho các bác một cái dây đeo. Thì em xin giới thiệu đây, đây là cái thân loa nha các bác nhé. Thì thân loa được bọc trong một cái túi ly lông như này, để chẳng hạn như là tránh cái trường hợp mà mình vận chuyển ấy, nó va đập thì nó xước hoặc là nó ảnh hưởng đến âm thanh của các bác. Đây là cái dòng loa VKS998. Thì cái dòng loa này là giá tiền chung các bác. Còn những cái dòng loa mà chẳng hạn như cao cấp hơn nữa thì nhà em cũng vẫn về rất là nhiều nha các bác nhé. Các bác cần các bác cứ liên hệ thì nhà em tư vấn cho. Mức tự có nghĩa là các bác cần ở mức tiền nào, giá tiền nào thì em sẽ tư vấn cho các bác cái loại loa đấy. Còn cái hàng VKS998 này là cái hàng loa giá tiền chung luôn. Thì nhìn các bác quan sát này, tất cả các dòng loa để bẫy chim này thì nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho các bác mang đi, nó không bị cồng kềnh. Cái loa này thì gồm hai cái lúm điều chỉnh nha các bác nhé. Một cái lúm điều chỉnh bên tay phải của em là lúm điều chỉnh tắt mở này. Đây các bác khi mở lên bạn theo kim đồng hồ ấy, thì nó hiện lên màn hình đây. Đấy, và điều chỉnh âm lượng luôn. Cái lúm thứ hai, lúm bên tay trái này này là lúm điều chỉnh bát mới check nha các bác nhé. Rồi tất cả các lúm điều chỉnh này, anten này. Nếu ăn cái anten này thì các bác mà đánh xa thì các bác kéo lên nguồn gần thì cũng không quan trọng, cũng không cần thiết lắm. Và gồm cái chân USB, chân cắm USB. Bên này thì cái bên rìa bên này này thì là để các bác cắm cái củ sạc, cắm cái rắc sạc đấy. Các bác cắm vào nguồn điện, khi nào mà hết pin ở trong loa này thì các bác cắm vào, các bác sạc đầy lại sử dụng bình thường ok. Đây là cái khe thẻ nhớ nhé các bác nhé. Đây là cái loa, thân loa. Còn phụ kiện đi gồm thì đầy đủ thì em vừa giới thiệu rồi, sạc rồi tay điều khiển. Cái tay điều khiển này thì nhà em tặng cho các bác ba cái quả pin này nữa, để các bác dự phòng khi nào mà hết pin ở trong này thì các bác phải thay đánh thoải mái một vài năm. Và cái mic trợ giảng này thì cũng không cần thiết lắm các bạn, tại vì là các bác nếu mà để sử dụng đi bẫy chim thì cái này thì có được mà không được nên nhà em cứ tặng thôi. Còn những cái bác nào chẳng hạn như là đi công tác hoặc là giảng dạy hoặc các thứ ấy, thì mới cần dùng cái này thôi. Thì cái này thì em cũng không giới thiệu, nếu mà các bác đi bẫy chim thì cũng không cần thiết lắm. Còn dây đeo nguồn túi sách này thì các bác khi nào mà các bác mang đi đánh ấy, thì các bác đút loa này vào, các bác đóng cái khóa này vào và đeo lên người, nó rất là gọn nhẹ, nó sẽ không bị rơi vỡ của các bác, tiện lợi, rất là tiện lợi. Còn cái sản phẩm thứ hai, cái sản phẩm thứ hai này là cái keo bẫy cò nha các bác nhé, à keo bẫy sẻ nha các bác nhé. Em xin lỗi là em nói nhầm, cái keo bẫy sẻ. Cái keo bẫy sẻ này thì có hai loại, một loại keo đen này và ở bên dưới này là cái loại keo xám. Thì hai cái keo này thì chất lượng nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó chỉ có nghĩa là màu nó khác nhau thôi, còn chất liệu thì nó vẫn như nhau, chất lượng nó vẫn như nhau. Đấy. Ngoài ra nữa thì nhà em còn bán những cái bộ loa chép như này để các bác đấu vào, để chẳng hạn như những đấu vào cái loa ấy,
Kể cả như các bác mà bảo nhà em đấu luôn cho cũng được, ok. Hoặc là các bác mua về các bác tự đấu cũng được. Thì cái loa chét này thì để cho âm thanh nó kiểu như là chuẩn hơn, để các bác dễ đánh hơn những con chim sẻ già hoặc con chim sẻ nó khôn ấy. Thì nó những cái âm thanh của loa này nó sẽ không đủ, thì các bác lên mua những cái bộ như này về các bác đấu vào, hoặc là các bác bảo nhà em đấu cho cũng vẫn ok đấy. Thì các bác mà muốn mua thì các bác cứ gọi trực tiếp đến hai cái đầu số đây: 0983781388, 0962417729. Hai cái số này đều có Zalo. Chẳng hạn như các bác mà mua về mà các bác vẫn chưa biết cách đấu ấy, hoặc là các bác chưa hiểu về cái sản phẩm đấy, thì các bác nhắn tin ở Zalo hoặc là gọi trực tiếp để nhà em hướng dẫn cho các bác. Thì video ngắn em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau nhé.